Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Hôm nay em còn mấy cái đôi kính xịn của Nhật giới thiệu đến với anh em mình xem có cái đôi nào phù hợp với mình thì mình chốt ha. Những cái này thì đa phần là chỉ có một cái đôi kính mắt có ý là anh em mình dùng ok, còn những cái này thì kính trong anh em mình có thể về mình cắt kiến ha. Này là chủ đạo bên Nhật người ta bán cái gọng kính không à. Nên nói chung là tất cả đều chưa có xài ha, anh em mình yên tâm ha. Đầu tiên thì trước khi đi vào kính em còn hai cái đồng hồ đo bắn đồ cho anh em, hai cái đồng hồ đo bắn đồ kết hợp với la bàn ha. Cái này là sản xuất 100% tại Nhật nha mọi người, đó sản xuất tại 100% tại Nhật, made in Japan ha, Tokyo Samurai. Cái hộp của mình cũng có made in Japan này. Đây về hình thức thì anh em mình thấy này, nó giống như một trang bánh khoái đó, nó thiết kế kiểu chạy bánh xe nha. Đây chạy bánh xe này em thấy không đó, khi mình chạy bánh xe thì nó sẽ chạy, và trên này nó có cái tỷ lệ này 1/50.000 km nha anh em. Chung là anh em mình đo bản đồ, thí dụ một cái tờ bản đồ nhỏ thì anh em mình sẽ chạy lên bánh xe từ khoảng cách này tới khoảng cách này thì anh em mình sẽ nhân ra cái tỷ lệ và nó sẽ ra ha. Đó. Còn ngoài ra thì bên mặt này là nó có một cái la bàn nữa ha, một cái la bàn. Nói chung là cái dụng cụ này là nó làm mà đo bằng cái kim kim tự tính anh em, nó là anh em mình an tâm mình mua mình xài ha. Là nó có la bàn có độ luôn này ha. Đó. La bàn nó có độ luôn và dùng treo nó khóa ha. Cái này là hàng ngày chuẩn của Nhật nha anh em, hàng chuẩn của Nhật nên anh em mình an tâm về chất lượng nha. Hàng này là hàng chuẩn Nhật 100% luôn. Đó, hàng mới chưa xài nha mọi người. Hàng mới chưa xài. Rồi khi em giao thì em giao cho mọi cái hộp như này ha. Đó. Hộp còn nguyên zin như thế này nha anh em. Còn cái này là hàng mẫu em lấy ra em quay cho mọi người ha. Rồi khi giao là em giao nguyên zin như thế này cho anh em. Rồi, mã số cho cái hộp cái dụng cụ đồng hồ đo bản đồ này ha. Chính xác này em để giá cho mọi người là 150.000 ha. Và cái giá này là đã bao gồm phí ship cho anh em ha, bao ship cho anh em luôn, 150.000 ha. 150.000 bao ship ha. Rồi tiếp theo em có một cái đôi kính ý nha. Đôi này nó còn rất là đẹp nha anh em. Đó cái hộp anh em thấy cái hộp bằng da nó rất là đẹp này, hàng xịn sò. Lâu lâu mới có một cái đôi đẹp. Nó bolix ha. Bolix đôi này em nhận kiếm khoản ha. Rất là đẹp luôn, một cái đôi kính mát màu vàng của bolix nha anh em. Đó, một cái đôi kính mát màu vàng của bolix. Đây, anh em thấy cái màu vàng của nó vàng hơn cái nhẫn của em nữa. Đây bolix màu vàng ha, đôi kính mát anh em, còn rất đẹp ha. Đó anh em thấy này, trầm kính luôn, ngon lành này ha. Đó chỗ này nó có lắm nhẹ một tí này, chút xíu thôi anh em, mình nhìn kỹ mới thấy thôi, còn mình nhìn thực tế ra mình nhìn ngoài không thấy ha. Đôi này được sản xuất tại Ý nha anh em. Đây màu vàng tại Ý ha, made in Italy này. Đó cái đôi này là hàng hiệu nó, anh em mình có nhu cầu mình thích hàng hiệu mình hàng đẹp mình chốt ha. Đó thì cái clip này là có cái đôi này là chủ đạo ha. Đây, nó có giảm máy số nên mình tham khảo luôn này nọ này. Một cái đôi kính bolix màu vàng ha, model này bolix 2335 này, color 2001 ha. Đây màu vàng rất là đẹp nha mọi người, đeo lên là rất là đáng cấp ha. Đây là bolix này, bên này bolix này ha. Đó đèn trước bolix luôn này, bên này bolix ha, một cửa hãng rất là nổi tiếng nha anh em. Đó rồi về cái phần kích thước của đôi kính mắt này ha, đôi này thì mát tiền nha anh em. Nó màu vàng ha, đôi kính màu vàng bolix. Rồi đôi này thì cái phần kích thước này là được là 14 cm này. Về cái phần trồng là được là 38 ly này ha. Phần này thì được là 6 cm ha, đôi này nhận chuyển khoản ha. Đôi này nhận chuyển khoản của bolix. Đó. Đây, chỉ có một đôi duy nhất nha anh em. Trong cái lô này thì chỉ có một cái đôi bolix này ha, rất là đẹp, để anh em mình về mình mang ha. Lâu lâu mới có một cái đôi đẹp hàng nó giá trị như thế này nha anh em. Hàng này thì lâu lâu mới có. Rồi anh em nào thích cái đôi bullet này, tình trạng là còn đẹp ha. Đó. Một cái đôi bullet màu vàng. Đó. Kính của mình là kính màu vàng ha. Con này KI2 giúp em nha. Hộp đồ còn đẹp nha anh em. Đó. Của bullet ha. Hộp còn đẹp. Rồi đôi này em để giá cho mọi người là 1.200.000 nha. 1.200.000 cái này là bán cho nên mình thích hàng đẹp ha. Đôi này 1.200.000 ha. Mã vàng nha anh em. Mã vàng KI2 ha, 1.200.000. Rồi KI3 thì cái đôi này là cái hộp nhôm. Đôi này em cũng thanh lý cái giá mềm cho anh em ha. Một cái đôi kính của Nhật có cái hộp nha anh em. Đôi này là có hộp về có thể mình các cái trồng khác có hộp rất là đẹp ha. Đó. Còn cái đôi này là chuẩn Nhật ha, gọng của Nhật. Đó. Đây. Đây ha, gọng mình nhựa cẩm thạch ha, đây. Đó. Của hãng Kozo ha. Kozo sản xuất 100% tại Nhật. Đó. Đây,
made in Japan này anh em thấy không, đó sản xuất 100% đại dược ha. Rồi cái màu của mình như thế này ha, còn để bình thường thì cái đôi này là cái kính trong nha anh em, về mình cắt kính lại theo cái độ cận của độ viễn của mình ha, còn cái đôi này là dạng kính trong đó, còn ha mình để mình đeo đi đường đi bụi cũng được, hàng nội địa Nhật. Rồi về kích thước của cái đôi này ha, chiều dài của cái đôi này là nó dài được là 13.5, chiều dài rộng ha là 13.5 này, chiều cao trồng được là 3 cm ha, và phần này thì nó tầm khoảng là 5 cm đó. Đôi này thì nó có cái hộp rất là đẹp nha đó. Giá thành là bên Nhật nó cũng ngon lành nên mình yên tâm mua mình xài ha. Đôi này giá 350.000 nha anh em, 350.000 một cái đôi kính của Nhật ha, KI3 ha. KI3 đôi này giá của mình là 350.000 ha. KI4 một cái gọng kính rất là ngon ha, đó hàng mới chưa xài nha anh em. Cái gọng này cái của hãng Zenzen nha, đó Zenzen ha, gọng của mình là gọng titan nên nó mắc tiền nha anh em. Đó, và cái hãng này anh em thấy là cái giá mới nó bán bên Nhật là 15.500 yên, thì nó sẽ dao động ra tầm khoảng là gần 3 triệu ha. Đó, đôi này bên Nhật dao động tầm khoảng là 3 triệu. Đó, một cái gọng kính bằng gọng titan ha, rất là đẹp nha anh em. Đó, cái màu của mình là nó ứng cái màu nâu như thế này ha. Đó, của hãng Zenzen nha. Đó, Zenzen đây, gọng titan rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Đó, cái này thì chủ đạo là anh em mình về mấy cái kiến này nha, còn anh em mình thái này cái gọng này là gọng người ta đây là gọng trong thôi, trong suốt thôi, còn mình có cặn có lão gì đó thì mình về mình cắt kiến. Đó, đôi kính thì chủ yếu là cái gọng ha. Đó, cái gọng này thì nó mới chưa xài và có tên hãng, có thông số cũng như là giá tiền mới bên Nhật này đó. Những cái hãng nổi tiếng thì anh em thấy rằng cái cầu nó cũng khác tên hãng này. Hai cái màu của mình như thế này nha, đó nên mình tham khảo ha. Gọng này bên Nhật nó cũng tầm khoảng là gần 3 triệu đồng á. Rồi chiều dài gọng của mình là được là 13 cm, chiều cao của mình là được là 32 ly ha, bề ngang này được là 5. Đó. Rồi cái gọng này em để giá cho mọi người là 320 nha, 320.000 bao ship. Đó, 320.000 bao ship ha. Mã số là KI4 giúp em nha, 320. Rồi KI5 thì cái đôi này mỏng manh nè, mà cũng mắc tiền kinh khủng ha, đó nó có 15.000 yên nè. Đó, gọng của mình là titanium luôn nha anh em. Đó, cái đôi này thì nó được gia công tại nhà máy Trung Quốc ha, nhưng mà cái giá mới của mình là nó mát ngang với lại cái giá ở bên Nhật đó. Đó, tùy vào nhà máy hoặc tên hãng nữa. Nói chung gọng titanium màu tím là cho nữ đeo đẹp nè, thiết kế dạng 3 mảnh ha. Đó, anh em thấy nó nhỏ gọn như này mà giá bên mới bên Nhật gần 3 triệu đó anh em ha, nó mỏng manh vậy thôi. Đó, cái này là anh em về mình cắt lại cái kính khác ha, còn cái kiến hiện tại là đang cái kiến không độ nha, cái kiến không độ dạng trồng kính thôi để anh em mình biết ha. Quan trọng là cái gọng kính nha, mỏng manh rất là đẹp nha anh em, thương hiệu Pfizer vậy này ha. Đó, cái này là chắc là nữ khuôn mặt nghiêng nghiêng mình đeo rất là đẹp ha, màu tím. Đó, rồi cái gọng kính này nó dài được là 13 cm nè, còn cái kính anh em mình về có thể cắt là 3 cm nè, này là 5 cm ha, này mình mua về mình cho vợ mình đeo không được ha. Đôi này còn mới hay giá mới khoảng 3 triệu á, thì đôi này em để giá 300. Hai gọng titan mới chưa xài nha anh em, B-Titan này. Đó, B-Titan ha. Rồi gọng này là KI5 ha, 300.000. KI6 thì đôi này cũng vậy nha, đôi này giá mới bên Nhật cũng tầm khoảng hơn 2 triệu nè. Kumat Vita này anh em. Những cái đôi này là của Nhật nha. Này, đôi này của Nhật, sản xuất ở Nhật nha anh em, tùy vào cái sản xuất. Đây, có tem, có đồ và có cái dụng cụ ốc vít đồ để mình thay thế nữa nè. Đó, bộ này nhiều chi tiết ha. Đó, cái bộ này thì nó được sản xuất 100% tại Nhật nha, made in Japan nha anh em. Đó, tất cả đều là làm mình khung titan này đó anh em thấy không? Nó để là o titan này. À, 49 vuông 18 x 30. Ta thiết kế cái gọng của mình như này, về mình có thể mình cắt lại kiến khác nha. Đó, này nó có ốc vít đi kèm xay cua cho anh em đó nè. Nhiều khi là mình thay á, nó bị mòn ốc thì có ốc thay thế luôn ha bạn đồng. Đó, gọng titan rất là đẹp nha anh em, của Nhật ha. Này nó gia công trực tiếp ở Nhật nên là giá thành nó cũng khá là ok. Ngoài ra thì nó có tem đủ hướng dẫn này nó đầy đủ này. Đó anh em mình thấy này. Đó, tem hướng dẫn tha kính luôn này nó còn ngon lành hết. Trong hàng là mới chưa xài anh em. Đó. Một cái đôi kính của Nhật mới chưa xài ha. Đó. Cái đôi này anh em mình an tâm mua về mình xài ha. Đó, hàng của Nhật luôn nha anh em, hàng sản xuất tại Nhật mới chưa xài. Đó. Những cái đôi này thì nó có giá trị thật rồi nên anh em mình cũng an tâm ha. Nhiều khi là hàng bãi, nhiều khi nó không có giá, mình cũng không biết là giá bao nhiêu.
thì khi là mình có thể mình mua rẻ và mua mát đó tùy. Còn cái này là nó có giá mới luôn rồi đó, có giá mới bên Nhật luôn anh em. Cái gặm của mình nó màu như thế này ha. Rồi đôi này em để giá 300.000. Bao nhiêu năm rồi. Cái này em sẽ đút vô sau ha. Đó, em bỏ sau đem ghi cái mã số cho anh em KI6 ha. Rồi KI6 300.000 ha. KI6 300. Rồi KI7. Đôi này cũng vậy nha, đôi này mắc tiền nhất trong tất cả các đôi. Đôi này anh em thấy cái giá yên của mình nè, 38.000 yên là nó tầm khoảng là 7 triệu nha. Nó tầm khoảng là 7 triệu đôi này nè. Sở dĩ nó cao thì nói chung là nó gia công ở Nhật, với lại cái phần nó gia công không biết là nó có đính đá nha, mình nó chá chá này trên cái phần viền ha. Màu bạc như anh em. Đây. Cái viền của nó này anh em mình thấy nó làm khá là đẹp nha. Đó, cái đôi này giá mới 7 triệu mấy nè anh em. Đẹp kinh khủng ha. Này có hoa văn chi tiết nè. Này chắc cho đó, nữ đeo cũng đẹp ha. Đó, đây. Giá mới nó rất là cao nha anh em. SK733 nè. Này bên này thông số này đó, Made in Japan em thấy không? Nó chữ số nó sắc vàng ha. G4 Made in Japan này. Tất cả đây là titan nha anh em. Đó, o titan này 54 vuông 16 132. Đó. Đây. Trông nó ngon lành hết đây. Này, o titan nha anh em. SK737 này. Nó để này, thông số kính này 34.6 này ha. 35 này 54 này. Đó, thương hiệu của mình là thương hiệu Shikibu nha anh em, Shikibu của Nhật ha. Đó, đây này nó để này, o titan này nha ha, titan này. Con này giá mới của mình là 7 triệu anh em, thằng xịn sò nha. Con này là được trong tất cả các đôi thì con này là nó xịn nhất, còn mới chơi xài ha. Cái này vì anh em mình cái kiến mình dùng rất là bền nha, những cái giọng này thì anh em mình dùng cả đời luôn á ha. Đây nó phần này là được 13.5 nè, còn chiều cao này được là 35 ly ha, chiều cao này được là 35 ly đó. Thì trong cái lô gọng kính mới này thì cái đôi này là nó mát tiền nhất ha. Cái giá mới yên của mình là 38.000 yên, nó tầm khoảng là 7 triệu á. Rồi đôi này em để giá cho mọi người là 500.000 ha. Đây, có sách hướng dẫn ở trong này nè. Đó, chung là hàng nó chưa có xài đâu. Cái này để em đo lại kích thước cho mọi người nha. Chưa đo kích thước nè. Chiều dài gọng của mình là được là 135 nè. 135 ha. Chiều cao của trồng là được 37 ha. Còn chiều cao này là được 5, chiều dài này được là 54. KI7 ha. Đôi này 500.000. KI7 500 ha. KI8. Đây cái đôi này cũng giống như cái đôi hồi nãy này anh em. Mà cái viền của mình là nó màu khác ha. Cũng titan, tất cả là titan Made in Japan, thương hiệu Komovita này. Đó, những cái này là nó có ốc vít đi kèm nha, ốc vít chỉ là kính đi kèm thay này. Đó, cái màu viền của mình là màu hồng như này nha, đôi này là viền màu hồng ha, Made in Japan nha anh em. Đó, giống như cái đôi nãy thôi nè. Cái kiến của mình thiết kế cái này ha, tất cả là titan ha, Made in Japan. Đó, cùng một cái thước ha, cùng một cái ấy. Đó, chỉ khác cái màu của cái viền khung titan này thôi. Đó, những cái đôi kính gọng titan mét tiền ha. Đây, chiều dài gọng của mình cũng là 135 nè. Chiều trọng, chiều cao kính người ta cắt là 27 nè. Và phần này thì được là 5 sen nè ha. Rồi tương tự đôi này 300.000 ha. Đôi này cũng 300.000 ha. KI8. KI8 300. KI9. Đôi này đơn giản nè. Đôi này giá mới bên Nhật của mình tầm khoảng là 1 triệu 8, 1 triệu 9 á. Hai của thương hiệu Bompost ha. Popa này ha. Thương hiệu Popa. Này, 100% là titan nó để này nè. Đó, 100% là titanium nè. Đó, 53 vuông 17 140. Đó, khó lửa 2 ha. Đây, bên này cũng vậy nha. Cái phần gọng của mình cái màu như này ha. Đôi này thì nam nữ đeo thì được. Đôi này thì đơn giản. Chiều dài gọng của mình nó được là 14 này ha.
chiều dài rộng của mình là 14. Rồi chiều cao trồng của mình là được là 30 ha, và bề ngang này là được là 50 54. Rồi đôi này đơn giản gọn gàng ha. Đó. Đôi này em cũng để giá là 300.000, KI9 giúp em nha. Nó mới nó tầm khoảng từ 8 đó. Từ 8 từ 9 ha. KI3 ha, KI9 là 300. KI10. Đôi này cũng mát tiền nè. Đôi này là tầm khoảng 2 triệu rưỡi ha, gần 2 triệu rưỡi. Đó, đôi này cái thương hiệu là Asicon nhìn ha, cái gọng titan màu đen ha. Ừ. Là đôi này nó được gia công tại nhà máy Hàn Quốc ha, Korea. Gọng này mềm nha anh em, gọng này mềm nha. Nó tại vì cái chỗ này nó làm thiết kế cái cao su này, gọng nó mềm dẻo mềm ha. Nên là đó, rất là nhẹ nhàng mềm màu tím ha. Gọng màu tím nha mọi người. Đó, gọng màu tím. Còn cái viền trên này là của mình là màu đen ha. Kích thước là 53 vuông 16 140 ha. Đó. Được gia công tại nhà máy Hàn Quốc ha, giá mới nó cũng cao ha, tầm khoảng gần 2 triệu rưỡi. Rồi chiều dài gọng là 135. Chiều cao trong này được là tầm khoảng là gần 30 nè. Rồi bề ngang này là tầm khoảng là 52 53. Rồi đôi này cũng còn mới nha mọi người, mã số là KI10. KI10 ha. Đôi này giá của mình là 280 ha. KI10 đôi này 280 này. Và mã số cuối cùng KI11. Đôi này cũng vậy nha, cần 2 triệu đồng á. Giá mới của mình 2 triệu đồng. Cái đôi này là cái gọng cái viền của mình nó kiểu màu vàng ha, vàng lợt ha. Màu vàng nhạt nha anh em, titanium luôn nha. Trong là gọng titan nên nó mát tiền. Đôi này thiết kế kiểu hoa văn này chắc cũng nữ đeo ha. Đó, bên ngoài này cái vàng viền này ha. Đó, đây. Titan này anh em ha, gọng titan nha nên nó mát tiền. Đó. Nào là nữ đeo là đẹp. Đó. Và nó được gia công tại nhà máy Trung Quốc ha, Made in China. Gọng màu vàng cho nữ đeo ha. Nữ nam gì đó thì mình thích thì mình đeo thôi, nhưng cái này em nghĩ là nữ sẽ đeo hơn. Rồi chiều dài của mình thì mình đo được là 13.5, chiều cao trần được là 35 ly ha, và bề ngang này là được 50 52 53. Rồi đôi này độ giá mới của mình nó mắc cực kỳ nha anh em, gần 2 triệu bạc á. Nhưng mà cái này là hàng tồn kho nên là giá nó thấp ha. KI11 giúp em. KI11 ha. Rồi đôi này giá 280 ha. KI11 280.000. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.